Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 chiều nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh đã bắt đầu mua sắm sách vở cùng các trang thiết bị học tập để chuẩn bị cho trẻ bước vào năm học mới 2023-2024. Trong mùa tựu trường này, giá các sản phẩm vẫn giữ ổn định. Ghi nhận tại thành phố Hưng Yên, các sản phẩm đồ dùng học tập phục vụ năm học mới trên thị trường khá phong phú, đa dạng cả về kiểu dáng, mẫu mã lẫn chất lượng. Những sản phẩm hàng Việt chiếm phần lớn khoảng 70-80% thị phần. Giá các sản phẩm đồ dùng học tập trong năm nay không có quá nhiều biến động so với những năm trước. Cụ thể, giá các loại vở, giấy kiểm tra của các thương hiệu như Campus, Hồng Hà, Hải Tiến dao động từ 9.000 đến 25.000 đồng trên một quyển. Từ cuối năm 2022 đến nay, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 2 đợt đấu thầu thuốc, vaccine, vị thuốc y học cổ truyền cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Hiện các gói thuốc Tây Y cơ bản đã đáp ứng trên 90%. Tuy vậy, gói thầu vị thuốc dược liệu y học cổ truyền sau 2 đợt vẫn không có đơn vị tham gia đấu thầu. Gần một năm nay, bệnh viện đã hết gần như toàn bộ dược liệu và vị thuốc cổ truyền như đương quy, bạch thược, thục địa, hà thủ ô, hoàng kỳ, cam thảo, trần bì. Bệnh viện phải khắc phục bằng cách cắt giảm thuốc y học cổ truyền, thay thế bằng chế phẩm hoặc thuốc Tây y. Phát huy hiệu quả phương pháp điều trị không dùng thuốc bằng các thủ thuật y học cổ truyền, phục hồi chức năng như châm cứu, xoa bóp, điện xung, điện phân. Tuy nhiên, điều này chỉ là giải pháp có tính tạm thời, việc cung ứng vị thuốc cổ truyền cần sớm được tháo gỡ để đảm bảo chất lượng điều trị. Hiện nay, chính quyền phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và gia đình ông Đỗ Minh Kha ở tổ dân phố Bến đang đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Tháng 3 năm 2021, gia đình ông Kha đã tự ý san lấp và xây dựng một nhà cấp 4 diện tích 72m² và một nhà 5 tầng diện tích 148m² trên tầng. Tổng diện tích cả sân vườn là 1.240m², gia đình ông Kha sử dụng đều là đất canh tác trồng lúa, mặc dù địa phương đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính 10 lần. Đầu tháng 8, được sự đồng ý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gia đình ông Kha đã tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm, đến nay đã tháo dỡ được 2 tầng và đang tiến hành tháo dỡ tiếp. Ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Giặt 89 264 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giặt 89 đóng trên địa bàn thôn Xuân Bản, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào đã có hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp lưu lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối trên ngày. Ngoài xử phạt 264 triệu đồng, quyết định đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Giặt 89 phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm. Sau 6 ngày được cho là mất tích, mất liên lạc với gia đình và được gia đình trình báo với cơ quan công an, tài xế taxi ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ đã trở về nhà. Tối ngày 19 tháng 8, lãnh đạo xã Liêu Xá cho biết nam tài xế taxi được cho là mất tích sau nhiều ngày đã trở về nhà an toàn. Người mất tích là anh Trần Đình Minh, trú tại thôn Liêu Xá. Ngày 13 tháng 8, anh Minh sau khi nhận được cuộc gọi của khách đề nghị trở đi Bắc Giang đã rời khỏi nhà lúc 20:30 cùng ngày. Đến sáng ngày 14 tháng 8, anh Minh có nhắn về cho vợ là sẽ về nhà sớm. Đến tối cùng ngày thì bị mất liên lạc. Nguyên nhân, theo anh Minh là do điện thoại hỏng nên có những khoảng thời gian không liên lạc được về gia đình. Hội thi Vua Gà đã được huyện Tiên Yên tổ chức trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc năm 2023. Sự kiện nhằm khuyến khích người dân nuôi và bảo tồn giống gà bản địa Tiên Yên. Hội thi có 20 đội đến từ các hợp tác xã trang trại chăn nuôi gà được cấp chứng nhận nhãn hiệu gà Tiên Yên. Đây là hội thi có quy mô và số lượng gà tham dự lớn nhất từ trước đến nay. Vua gà Tiên Yên phải đạt các tiêu chí rất khắt khe, tuổi đời từ 7 tháng trở lên có trọng lượng từ 3 đến 3,8 kg, màu cờ dựng và đỏ tươi, nhiều răng cưa nhỏ và đều, mỏ đỏ tươi, đặc biệt ở cuống mỏ và hai bên có chùm lông dâu đặc trưng riêng có của giống gà Tiên Yên bản địa. Danh hiệu Vua gà thuộc về cơ sở chăn nuôi xã Điền Xá, huyện Tiên Yên.
Phiên bản Hồ Gươm với tháp rùa giống địa danh thật ở Hà Nội là một công trình thuộc dự án khu biệt thự rộng hơn 25 ha tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ không nhiều năm qua. Phiên bản Hồ Gươm này có diện tích 5 ha với ngọn tháp giữa lòng hồ có nhiều điểm tương đồng với tháp rùa, được đặt tên Hồ Gươm Xanh. Đây là công trình duy nhất được hoàn thiện của dự án khu dân cư nhà vườn biệt thự. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, dự án sở hữu vị trí vàng này vẫn đang bị đắp chiếu, cỏ mọc đầy. Biệt thự không thấy đâu, chỉ để lại một công trình giống Hồ Gươm ở Hà Nội khá cô quạnh. Dự án này bị Sở Xây dựng Bình Dương xử phạt và đình chỉ thi công do triển khai thi công xây dựng 12 tuyến đường trong dự án khi chưa có giấy phép xây dựng chủ đầu tư. Công viên Hòa Bình nằm trên đường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội với diện tích đất xây dựng hơn 20 ha với tổng mức đầu tư 282 tỷ đồng, khánh thành từ năm 2010. Tuy vậy, đến nay, công viên này vẫn chưa phát huy lợi thế. Nằm ở trung tâm công viên là tượng đài Hòa Bình 20 tấn làm bằng đồng cao 7,2 mét. Đây cũng được cho là công viên hiện đại bậc nhất thủ đô khi mới hoàn thành. Với vị trí thuận tiện, có hồ điều hòa, nhiều cây xanh, công viên Hòa Bình được kỳ vọng trở thành nơi vui chơi giải trí cho người dân thủ đô. Tuy nhiên hiện nay, công viên này thường xuyên rơi vào tình trạng vắng bóng người qua lại. Các khu vực quầy bán hàng vào ban ngày cũng được phủ bạt, chỉ hoạt động vào khung giờ chiều muộn đến tối. Sau nhiều năm khai thác khoáng sản, nhiều ngọn núi vốn xanh cây rừng của huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã mất dần. Thay vào đó là công trường khai thác đá trắng với những vạt rừng bị cạo chọc loang lổ. Huyện Quỳ Hợp được xem là thủ phủ khoáng sản, nơi đây tập trung nhiều mỏ đá và mỏ quặng nhất tỉnh Nghệ An. Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện này có tổng cộng 79 mỏ khoáng sản được cấp phép, trong đó có hơn 30 mỏ khai thác đá hoa trắng, 29 mỏ khai thác đá xây dựng. Số còn lại là mỏ quặng thiếc và một số mỏ khác. Nhiều ngọn núi trước đây mang màu xanh của cây rừng thì nay đã bị thay thế bởi màu trắng của đá và các nhà xưởng được dựng lên để hoạt động khoáng sản. Quá trình chế biến khoáng sản sẽ tạo ra nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Hải Sơn và các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc nhóm tự lực bông hồng đen tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh trên địa bàn quận. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 8, người dân trên địa bàn quận Đồ Sơn phát hiện một số người đang thực hiện việc lấy máu cho các học sinh không rõ mục đích tại địa chỉ số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu, tổ dân phố Đoàn Kết. Mỗi cháu đến lấy máu xét nghiệm được bồi dưỡng 100.000 đồng. Thông tin trên đã gây hoang mang cho nhiều phụ huynh học sinh. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Chính phủ New Zealand ngày 18 tháng 8 xác nhận sẽ đền bù cho một người đàn ông gần 3 triệu đô la Mỹ vì ông ngồi tù 19 năm do kết án sai. Theo truyền thông địa phương, đây được xem là khoản bồi thường lớn chưa từng có trong lịch sử New Zealand cho người ngồi tù oan. Theo đó, năm 1986, ông Alan Hunt bị kết án giết người và cố ý gây thương tích cho con trai của nạn nhân. Ông bị kết án chung thân, nhưng bản án bị hủy bỏ vào năm 2022. Trong thông báo phát đi, gia đình ông Alan Hunt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính phủ công nhận ông vô tội. Gia đình cho biết mẹ của ông đã nỗ lực trong nhiều năm để chứng minh con mình vô tội. Alan giờ đây có thể tập trung vào những điều không thể thực hiện được trong nhiều thập niên, xây dựng cuộc sống của một con người tự do. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo mực nước biển phía Tây và Nam Thái Bình Dương dâng nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, đe dọa đến các hòn đảo ở vùng trũng trong khi các hệ sinh thái biển đang bị nắng nóng tàn phá. Trong báo cáo thực trạng khí hậu phía Tây và Nam Thái Bình Dương năm 2022, WMO cảnh báo mực nước biển một số nơi trong khu vực đã tăng khoảng 4mm mỗi năm, cao hơn tốc độ trung bình toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc các vùng đảo trũng như Tuvalu và quần đảo Solomon sẽ dần dần bị ngập úng. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra tình trạng nắng nóng trên biển bao trùm phần lớn đông bắc Australia, miền nam Papua New Guinea trong hơn 6 tháng qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các sinh vật biển cũng như sinh kế của cộng đồng địa phương. Từ năm 2025, Paris sẽ cấm trẻ em cưỡi ngựa ở các công viên công cộng. Quyết định được đưa ra sau chiến dịch của các nhà hoạt động vì quyền động vật. Nhiều năm nay, các nhóm bảo vệ quyền động vật đã vận động cấm cưỡi ngựa với lập luận rằng ngựa con phải làm việc nhiều ngày mà không được nghỉ ngơi, đồng thời phải chịu đựng hàng giờ đồng hồ trên xe tải để di chuyển vào thành phố.
Trước đó, một bản kiến nghị cấm cưỡi ngựa nhận được hơn 8.400 chữ ký. Sau khi những điều khoản bảo vệ quyền của ngựa con ra đời vào năm 2021, thị chính thành phố Paris đã quyết định tước giấy phép điều khiển ngựa của nhiều chủ kinh doanh. Động thái cũng gây tranh cãi với người dân Paris. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18h30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.